Mình chào tất cả các bạn nhé, chào các bạn đến với Minh Khôi Vlog. Thì hôm nay mình tiếp tục làm vlog về mẹ Ngọc Anh cho con bú sữa các bạn ạ. Đây. Mẹ Ngọc Anh đây các bạn. Đấy, mẹ Ngọc Anh đang nằm võng cho em tít bú các bạn. Đấy. Chào các bạn đây. À, các bạn coi đấy, thì mẹ Ngọc Anh đang nằm bóng cho em tít bú các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục làm vlog mẹ bỉm sữa cho con bù sữa. Các bạn nhá, các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mẹ Ngọc Anh các bạn nhá. Đấy. Vừa xem tivi. Đang xem tivi các bạn. Còn chim cắp này chim khứu. Đấy. Nói đùa là một chuyện phải thôi chứ phải có tí sức quý. Còn em tít đây này các bạn. Đấy. Tất nhiên thì nó cũng nghe là nhưng nó không thể là nó không có một hành động tự nhiên được. Đau. Đấy. Ôi, đau cái thằng đấy. Cái bỏ nó càng ngày càng đau rồi. Thôi đi về đi. Thôi đi về. Đây về đây. Về đã. Các bạn ơi, các bạn xem vlog Minh Khôi vlog thì hãy ủng hộ mình nhá, ủng hộ mẹ Ngọc Anh nhá. Là hãy đăng ký kênh để theo dõi mẹ Ngọc Anh các bạn nhá. Thứ nhất là mình lo là sợ các bạn mắng mình là mình bắt được cái đấy. Đàn con rồng rồng kia. Thứ hai nữa là cũng có một vài cảnh quay mình lặp đi lặp lại, sợ các bạn mắng thì thương các bạn không cảm. Minh Khôi Vlog các bạn. Trong thời gian này đấy. Thì các con vật mình nó đang không có nào đẻ đá gì cả, thì thành ra là ít hoàn cảnh gửi cho các bạn xem thì các bạn thông cảm của mình nhé. Bây giờ thì mình xin phép mình kết thúc video ở đây. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem clip này nhá. Xin chào các bạn.